And when I prayed, the Holy Spirit came on them. And began to weep and to weep. And he made the decision, I will not kill him. He's not yet Christian. But he knows who to call on. The reason God is pouring his spirit out is to empower the believer to share hope. Để chúng ta chia sẻ hy vọng. It may not be with gang member. Có thể là không đến với những người thuộc về các băng đảng. Maybe with family member, business people. Nhưng mà có thể là cho những người thân trong gia đình, cho những người trong cơ sở làm ăn của chúng ta. Politician. Cho những người chính trị gia. Wherever God will put us. Bất cứ nơi nào chúng ta đặt để. We must stay in our office. Chúng ta phải ở trong văn phòng của mình và làm việc. In the month of October. Ở trong tháng 10. I had 20 suicide call-outs in 1 month. Tôi nhận 20 cái lời tin là có 20 người tự tử. People who wanted to kill themselves, but I got there and they did not kill themselves. Nhưng mà khi tôi, những người nhưng mà khi tôi đến nơi, tôi đã giúp đỡ và họ đã không làm cái quyết định đó. And 5 suicide callers in 1 week, 1 weekend, 2 days. Trong 2 ngày cuối tuần, tôi nhận 5 cái tin nhắn như vậy và cú điện thoại. If I had not gone to them as a believer and offered them hope, để làm một cái người tin để có thể chia sẻ niềm hy vọng, Jesus can give you hope. Tôi đến nơi và nói cho họ biết rằng Đức Chúa Jesus có thể ban cho các bạn niềm hy vọng. They be dead. Thì chắc là những người này đã chết rồi. 29 people die every hour. Anh em 29 người như chúng ta đã thấy in the state of Texas. Giờ một tại địa bàn Texas chúng ta có thể qua được. And Jesus looks down from heaven. Và Đức Chúa Giêsu từ trời nhìn xuống. And weeps. Ngài đang khóc. Because he loves them. Bởi vì Ngài yêu thương những con người đó. He said, why will my believers not go to them? Thì Ngài có thể thắc mắc là tại sao những kẻ tin của ta không đi đến để gặp được con người. Maybe they're too busy in church enjoying the presence. Có thể họ rất là bận rộn, đang ngồi trong nhà thờ, đang vui hưởng sự hiện diện của Chúa. It's okay to enjoy the presence. Anh chị em, không có gì sai để chúng ta hưởng sự hiện diện. But you must understand the context and why God is pouring His Spirit on the church. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu lý do tại sao Chúa đổ Thánh Linh của Ngài trên mỗi thực hành. To awaken you to your office. Để đánh thức anh chị em cho cái chức vụ anh chị. To empower and then deploy you into the community. Mặc lấy quyền phép và sai phái anh chị em ra đi. Not talky-talky, but walky-walky. Không phải là những người nói, nhưng mà là những người hành động. Not Bible studies with one another, không ngồi chỉ học kinh thánh với nhau, but being the word to those who don't know Jesus, mà trở nên lời hành sống của Đức Chúa Trời cho những con người ngoài kia. Jesus loves you. Chúa Giêsu yêu thương anh chị. But He loves them too. Và Ngài cũng yêu thương những người ngoài kia. And He has chosen you. Và Ngài đã chọn anh chị. To be the rescue, để làm những người đi và giải cứu những con người đó. Next year, năm tới. I may come back. Tôi có thể trở lại đây. And do a 2-day training course. Và sẽ có 2 ngày để huấn luyện anh chị. To empower believers in their office. Để mặc lấy quyền phép và yểm trợ những tín nhân cho cái chức vụ mà Chúa đã định cho. It will not be a conference. Nó không phải là một cái gì của đại hội phục hưng. I only train 26 people in one time. Anh chị em tôi cần để huấn luyện 26 người trong một lần huấn luyện như vậy. Because I give one-on-one attention. Bởi vì tôi muốn có đủ cái thời gian để dành thời giờ cho từng cá nhân. I am teaching how to save lives. Tôi sẽ dạy cho em cách để cứu người. Not just spiritually. Không phải chỉ về thuộc linh thôi. But physically. Nhưng mà luôn cả thể chất. Rescue families. Để chúng ta giải cứu những gia đình. Marriages. Những hôn nhân. People. Những con người. Just love them. Để yêu thương họ. This is not guilt motivated. Anh em những điều này không phải làm cho anh em mặc cảm tội. It's not shame motivated. Không phải làm cho anh em xấu hổ. It's love motivated. Nhưng mà chúng tôi muốn kích động và kích lệ cho em. He loved me. Chúa yêu tôi. I'm going to share His love. Và tôi chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác. He loves you and me. Ngài yêu thương anh chị em, yêu thương tôi. The greatest expression of love. Anh chị em thấy sự bày tỏ tình yêu trọng vẹn that God showed us. Và
khi Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. He sent someone to us. Ngài đã sai phái người đến để gặp chúng ta và giúp chúng ta rồi. Let us be that someone to someone else. Và bây giờ xin Chúa Ngài giúp để chúng ta trở nên những người đi và giúp đỡ người khác. If every person in this church, nếu mỗi con cái của Chúa trong hội thánh này, over 12 months, trong vòng 12 tháng, walk in the office of the believer, bước đi trong cái chức vụ của người tin, befriend one person, chúng ta chỉ kết bạn với một người thôi, love on one person, yêu thương con người đó, bring them to church, đưa dắt họ đến nhà thờ, pray for them, cầu nguyện cho họ, lead them to Jesus, hướng dẫn họ đến với Chúa Giêsu. And every person in this church, nếu mỗi con cái của Chúa trong hội thánh này step into their office, bước vào trong cái chức vụ tín đồ của mình, this church will not have enough seats, thì hội thánh này sẽ không có đủ chỗ nữa. It will double. Thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ tăng gấp đôi liền. Yeah, amen. Amen. I'm not trying to shame you into obedience. I'm not trying to give you a guilt. Hoặc là cho anh chị em xấu hổ để anh chị em phải làm việc hay là làm cho anh chị em mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà tôi muốn thích lại anh chị. It starts with love. Nó bắt đầu bằng tình yêu thương. Do you love Jesus? Anh chị em có yêu thương Chúa Giêsu không? Yêu Chúa không? To operate in the office of the believer. Để chúng ta có thể vận hành trong chức vụ của người tin. It takes courage. It does. It's not easy. Không phải đơn giản. Sometimes I am shy. Nhiều khi tôi cũng còn sợ. I think they might reject me. Ôi, họ có thể là họ bất tử tôi. But Jesus said, "Do you love me more than yourself?" Mà Chúa Giêsu hỏi thì con có yêu thương ta hơn con yêu chính mình không? If you love me more than yourself, forget about it, how you feel. Anh chị em, nếu con yêu thương ta hơn thì con sẽ không còn quan tâm đến những gì con cảm nhận ở trong lòng. One day, một ngày kia, on Sunday night, we're sitting in a house having a cup of tea after church. Chúng tôi ngồi tại nhà của mình sau buổi thờ phượng ngày Chủ nhật và chúng tôi đang uống trà. Five houses down from my house, there was a woman whose husband was separated. Vì năm căn nhà cách chúng tôi thì có một cặp vợ chồng và người chồng đã ly thân với người vợ. One of our church members is there encouraging her. She's an office of believer. Có một con gái trong hội thánh của chúng tôi có mặt ở tại đó để khích lệ cho cái gia đình này vì người này đang vận hành ở trong cái chức vụ là tín đồ của mình, người tin trẻ tin. Her husband walking into the house with a knife and stabbed his wife 19 times in front of my friend. Thì người chồng này đã cầm cái dao đi vào và đã đâm vợ tôi 19 lần trước mắt của người bạn của tôi, người con gái của chúng. And then the man ran up the stairs to where his children were. Rồi người này lập tức là chạy lên lầu để tìm các con của mình. Our friend who was in the office of the believer. Thì cái người bạn của tôi vận hành trong cái chức vụ của kẻ. She dragged the lady up to our house, five doors up. Người này đã kéo cái người bị đâm này đến nhà của chúng tôi, trong căn nhà cách. She bangs on the door and I open it and there's a lady with blood pouring from her. Người đã đập cửa cho tôi, khi tôi mở cửa ra thì thấy một người phụ nữ đang đổ máu. The believer says he is in the house with the children and a knife. Và người này báo cho chúng tôi biết là cái người chồng đã đang ở trong nhà với những cái đứa nhỏ ở trong nhà và đang ring the police and the ambulance and they come straight away. Thì chúng tôi gọi cảnh sát cũng như xe cấp cứu đến nơi. When the woman sits in our seat in our living room, it turns to blood. Cái người phụ nữ này ngồi trên ghế của chúng tôi và ghế cứ sủng với máu. The house filled with the smell of hot blood. Thì nhà của chúng tôi nghe cái mùi tanh tanh máu. The ambulance paramedics came in. Thì xe cấp cứu đến nơi. They tore off her clothes. Thì họ đã xé quần áo của cô ra. And they said her jugular is 99% cut. Thì nói rằng bây giờ thì cái nhịp của bà đó đã xuống rất thấp. And they said if we didn't get here now she would be dead in 3 minutes. Và nói rằng nếu chúng ta không đến kịp đó thì người phụ nữ này. So they took her to the hospital. Thì họ lập tức đưa cô đến. The Holy Spirit said to me, Đức Thánh Linh phán với tôi, soon you will go down to that house. Con nhanh chóng đi đến nhà. And you will talk to that man. Thì con sẽ nói với cái người đàn ông đó. Who is holding his children hostage. Là người đang giữ các con của mình làm con tin. God speak to me. Chúa kể phán với tôi như vậy. I said, no Lord, you better send me an angel. Tôi nói, Chúa ơi, con đầu, Chúa sai thiên sứ đi làm việc đó đi. He said, you love me more than yourself.
Thì Chúa hỏi tôi, Chúa con yêu thương ba hơn. I said, yes, Lord, I'll go, I will go. Thì tôi đã nói, Chúa ơi, con hiểu rồi, con sẽ đi. Maybe half an hour later, a policeman come to my door. Thì 30 phút sau thì cảnh sát đến nơi. He said, are you Pastor Norm? Thì nói rằng, có phải là I said, yes, I am. Tôi trả lời, phải, tôi. He said, the man is holding his children hostage. We cannot get to him. Thì cái người đàn ông này đang bắt các con của mình làm con tin, chúng tôi không thể gặp cái người này được. There's a narrow corridor and at the top of the stairs. Anh này đang ở trong cái lối đi rất là chật hẹp trên phía trên lầu. So he was up on top of the stairs and the policeman down there. Thì người này đang đứng ở trên đỉnh của cái thang, còn cảnh sát thì đứng ở dưới. He had big knife in his hand. Có một cái dao lớn đang cầm trên tay. They could hear the sound of a little girl. Mình nghe có cái tiếng của crying. Một đứa gái nhỏ đang khóc. So they didn't want to rush him in case he go in and kill him. Họ không muốn là cản lên để uy hiếp cái người này, để giữ cái người này, vì sợ là ta sẽ trở dao và đâm đứa con. But I walked into the room. Khi tôi bước vào cái phòng, the police negotiator is there. Thì cái người cảnh sát mà đến đó để thương lượng với tội nhân. He's trying to tell the man, throw down the knife. Thì người cảnh sát viên này trong công tác của mình bảo rằng hãy ném cái dao lên xuống. But there's a demon in the man. Nhưng mà có một cái con quỷ ở trong cái con người này. You cannot negotiate with the demon. Chúng ta không có nào thương lượng với quỷ được. His eyes are rolled back and his head is just white. Mắt của anh đã trợn tròn và nó chỉ còn có màu trắng thôi. And as the policeman is trying to negotiate, he begins to stab himself in the throat. Và anh này khi mà nghe cảnh sát thương lượng như vậy, anh lại trở dao và đâm vào cổ của mình. And air and blood and noises come out of his throat. Jim thấy cái hơi thở cũng như máu nó chảy ra từ nơi cổ của mình. And I'm standing. Rồi tôi đứng ở tại đó thì tôi há hốc. I said, what do I do? Chúa ơi, con làm gì trong cái cảnh thế này? He said, you must pray in tongues loud. Vậy Chúa nghe dạy tôi, con bây giờ phải cầu nguyện trong tiếng mới một cách mạnh mẽ, lớn tiếng. But I said, but what will the policeman think? Và nói Chúa ơi, rồi mấy ông cảnh sát ông nghĩ gì về con? See, the flesh wants to cut him. Anh chị em, cái xác thịt của chúng ta nó muốn những cái gì nhẹ nhàng cái bụng đó. I'm not perfect. Tôi không có phải là. I'm just human like you. Tôi cũng là con người giống như anh. I'm not a great warrior. Tôi không phải là quý người. I just try to be obedient. Tôi chỉ muốn vâng lời Chúa. And Jesus said, if you do not pray in tongues, someone's going to die tonight. Chúa Giêsu lại nhắc tôi một lần nữa, nếu con không cầu nguyện trong tiếng mới thì sẽ có người chết ở trong buổi tối hôm nay. So I looked up and I spoke in tongues. Tôi nhìn cái người này và tôi bắt đầu công bố ở trong tiếng mới và tôi cầu nguyện sẽ có ai bao nhiêu cô đơn. The moment I did that, the Holy Spirit hit the demon and the man dropped the knife. Cái giây phút đó thì thần linh của Chúa đã đánh ngã quỷ nó ra khỏi và tôi cùng người ngã xuống. Negotiate, the police negotiate is going, huh? Thì cái người cảnh sát mà thương lượng với cái người đó đó, anh ta nói một mình nói, huh? It's not me, it's the glory of Jesus. Phải tôi, nhưng mà it's the glory of Jesus. It's the glory of Jesus. I'm in Jesus' name. I don't honor myself. I give glory to Jesus. It's not me. Anh chị em, tôi không tôn trọng chính mình, nhưng mà tôi muốn tôn vinh Chúa ở trong thời gian này, vì đó là công việc của Ngài. I run up to the stairs. Tôi chạy lên các phòng. I go into the room. Tôi bước vào trong phòng. There are two girls. Có hai đứa bé gái trong đó. He had already cut his daughter's throat. Thì có một bé thì ông này đã cắt cổ rồi. But he had not touched the other. Nhưng mà chưa có đụng đến cái đứa kia. Police did not know this. Cảnh sát chưa biết điều này. Otherwise they would shoot him. Nếu không thì chắc là đã nổ súng giết người. But the little girl with the cut throat. Nhưng mà cái bé gái mà her eyes are blinking at me. Thì con mắt của em đang she's still alive. Still alive. Vẫn còn sống. They rush her to emergency hospital. Thì họ đã đưa em vào phòng cấp cứu ở bệnh viện. But they say she died. She will die tonight. Tuyên bố rồi, chắc là đứa bé này sẽ chết của tôi mà. The Roman Catholic priest did the last rites over her. Và cái người linh mục công giáo đã đến để làm cái đọc cái bài kinh cuối cùng. But one of the office of the believer is to pray.
Nhưng mà công việc của tín nhân của chúng ta, một trong những công việc của tín nhân của chúng ta là chúng ta cầu nguyện. Anh chị em có biết cầu nguyện không? So our church pray for those who are ill. Thì hội thánh của chúng tôi đã cầu nguyện cho đứa bé gái. And the next morning I go to the hospital. Sáng hôm sau tôi đến bệnh viện. I said, can I see the little girl? How is she? Cho tôi gặp cái bé gái đó, em ở đâu rồi? They said, yes, you can see her. Thì người ta nói rằng, oh, ông có thể vào gặp em. I walked in and she's sitting up, stitched up, drinking a milkshake and reading a book. Em ngồi dậy, chỗ này là đường hai nhà. Em đang ngồi và uống một ly sữa. This was 34 years ago. Anh xem đây là điều 34 năm về trước.